Cặp đôi kết hôn sau 18 ngày yêu bất ngờ hủy cưới vào phút thứ 90. Mẹ chú rể bất ngờ khi biết tin. 18 ngày nói chuyện qua mạng, 3 lần gặp gỡ ngoài đời và lần ra mắt đầu tiên cũng là ngày bàn chuyện cưới hỏi. Cặp đôi đến từ Phú Thọ được cho là có kế hoạch kết hôn thần tốc. Cách đây không lâu, cặp đôi Nguyễn Trung sinh năm 1998 và Kim Hoa sinh năm 2000 cùng quê Phú Thọ từng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi chia sẻ chuyện tình yêu thần tốc. Quyết định đăng ký kết hôn chỉ sau 18 ngày hẹn hò qua mạng. Trung cho biết cả hai tuy có thời gian ngắn ngủi tìm hiểu nhưng đều xác định được mình đã tìm đúng người nên quyết định ngay. Tuy nhiên mới đây, thông tin cặp đôi đường ai nấy đi lan truyền trên mạng xã hội. Thậm chí có thông tin cho rằng đàng gái là bên hủy hôn trước ngày cưới chỉ một ngày khiến dân mạng xôn xao. Liên hệ với chú rể Nguyễn Trung, anh xác nhận thông tin này hoàn toàn đúng sự thật. Cặp đôi đã không có một đám cưới trọn vẹn vào phút chót. Theo lịch trình, ngày mùng 3, mùng 4 tháng 5 là ngày cưới của Trung và Hoa. Tuy nhiên, nhà gái đã hủy hôn vào đúng ngày mùng 4 tháng 5 với lý do được Trung tiết lộ là vì hiểu lầm. Tối hôm mùng 3 tháng 5, mình lai hai đứa em lên nhà gái, có cả bạn bè mình đi cùng nữa. Em mình say, cứ bám vào vai mình. Họ hàng nhà gái không hiểu, đùng đùng hủy hôn, làm mất mặt cả hai bên họ hàng. Mẹ mình trước lúc đón dâu còn ngất ngay tại đám cưới, Trung nói. Theo chia sẻ của Trung, nhà gái đã có sự hiểu lầm, cho rằng Trung tình tứ với người yêu cũ nên đã có quyết định đường đột, làm ảnh hưởng đến cả hai gia đình. Hiện tại, Trung cho biết, hai bên gia đình vẫn chưa nói chuyện lại. Về phía Trung và vợ tương lai, Kim Hoa nói với Trung rằng sẽ chấm dứt. Trước những ý kiến của cộng đồng mạng chỉ trích hành động của cặp đôi là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý, Nguyễn Trung đã lên tiếng phản bác. Nhiều người không trong cuộc cũng nói, thật sự nếu không yêu thương vợ tôi thật lòng thì tôi lấy vợ tổ chức linh đình như vậy làm gì?